Rồi, hai xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Thắng Rồi Đi Úc nè. Giống như một cái số cái bình luận á, thì hôm nay em quyết định lên cái lô máy hàng mà lần này cho anh em mình xem ha. Có một số anh em bảo là làm clip test máy hàng đi, thì hôm nay đây là đúng bài với anh em mình luôn. Đó, hiện tại trước mặt với anh em đây là những cái mẫu mà máy hàng của em lần này đây. Đó, M100, M150 và M185. Thì ba cái loại máy hàng này là ba cái loại máy hàng mít nha anh em. Có một cái là dùng hai chức năng được, và những con máy hàng mít này là dùng khí được và không khí được luôn nha anh em. Thì cái lô này cực kỳ đẹp ha. Đây là những cái thương hiệu Bodwell, Sitwell, là tất cả đều là thương hiệu của Úc, New Zealand hết. Nên anh em cứ việc yên tâm lô máy lần này ha. Điện nguồn là 240V và tình trạng những con máy này còn cực kỳ sáng ha. Sáng như đẹp luôn. Đó, quay một vòng cho anh em coi. Em có cả mấy con thùng luôn. Thùng thì nó sẽ giá dao động nó sẽ hơn nhau khoảng 400-500 ngàn một con. Còn những con ngoài đây thì em sẽ báo giá cụ thể cho anh em mình ha, rất là rõ ràng chi tiết cho anh em mình luôn. Rồi, đi vào cái đầu tiên của ngày hôm nay á, đó thì em xin giới thiệu với anh em, đó là con máy hàng mít M100. Thì con này là rất là nhỏ gọn nha, tầm khoảng gang ta nha. Đó, ngang thì tầm khoảng gang hơn xíu. Thì con này rất là nhỏ gọn, xong sử dụng khí nha. Và cuồng hàng cố định của nó là 1 kg nằm ở trong đây. Mỗi máy anh em mua em đều tặng kèm một cái cuồng hàng 1 kg sẵn trong máy như vậy, về là xài thôi. Và anh em lưu ý giùm em chỗ này ha. Con này là mã M100. M100 nha anh em. Và con này xài cuộn hàng không khí. Đó, không khí. Đó. Thì đây là nó sẽ có hai cái chức năng của nó đây. Đây là bên đây là chỉnh cường độ dòng điện, và bên đây là chỉnh được cái chức năng mà dây ra nhanh chậm của nó. Còn bây giờ thì em sẽ test trực tiếp cho anh em mình coi luôn ha. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó, dây hàng đầy đủ. Nói chung mua là về em có tặng cái cuộn hàng, về anh em chỉ cần mua và xài thôi. Rồi hôm nay em sẽ kéo cái đường hàng cho anh em mình coi luôn. Kéo cái đường hàng của con M100 này nha. Rồi. Đó. Rồi, thì cái con máy hàng này á thì dành cho anh em nào mà chưa hàng chuyên nghiệp được. Đó, mình mua về mình hàng ở trong nhà thì máy hàng mít không khí á thì rất là dễ dùng. Thì anh em nào mình có nhu cầu thì mình dùng con này thì nó khá hợp lý. Nó vừa túi tiền, rút con sợi dây điện ra luôn. Đó, nó vừa túi tiền cho anh em mình luôn. Đó, hàng không chuyên nghiệp nhưng mà mua xài gia đình là nó khá hợp lý, dễ dùng. Và cái cuộn tối đa của nó nằm trong máy này, anh em nhớ lưu ý giùm em ha. Cuộn này tối đa là 1 kg thôi. Và mỗi máy em đều tặng kèm cho anh em một cái cuộn hàng này luôn. Và hiện tại con máy này em đang bán cho anh em mình với giá là 3,5 triệu ha. M100. Máy hàng mít Bodwell M100 với giá là 3,5 triệu, tình trạng y chang hình và giá ra trên đã bao gồm phí ship cho anh em mình. Tất cả các sản phẩm ở đây em đều bảo hành cho anh em mình 3 tháng ha. Nên em cứ việc yên tâm, anh em nhớ mã M100. M100 giá là 3,5 triệu nha. Đủ đồ phụ kiện như vậy. Rồi, tiếp tục với anh em mình, đó là cái con máy hàng công suất lớn hơn, đó là M150. Và con hàng này thì em sẽ nói với anh em luôn là con hàng này dùng khí được và không khí được. Có nghĩa là anh em dùng cái cuộn hàng có khí được và không khí được luôn. Thì phía sau nó ở đây nó có cái chỗ vô khí để anh em bắt đồng hồ lắp khí vô đây. Và bên đây đó thì nó công suất lớn hơn. Và nó sử dụng được cuộn hàng 5 kg và cuộn hàng 1 kg luôn. Đó. Cái con lớn hơn thì nó sẽ sử dụng được cái cuộn 5 kg để cho anh em mình đỡ mua thôi. Thì cái cuộn hàng nó sẽ lớn hơn, ở đây cũng có luôn 5 kg nè. Đó, con cũng rất là đẹp ha. Quay một vòng luôn. Thì ở trên nó cũng có hai cái đồng hồ để anh em mình chỉnh khí luôn nè. Ủa, chỉnh ampere với lại chỉnh dây ra nhanh chậm. Đó, khá là sáng đẹp luôn ha. M150 nha, anh em nhớ mãi giùm em ha. Con này là hàng có khí được và không khí được. Rồi, bây giờ thử test máy cho anh em mình coi luôn, cũng là hàng mít nha. Con này thì có vẻ là nó mạnh hơn. Thì dùng cho anh em dùng mà gọi là chuyên dụng á, khá là ok. Rồi. Đó. Đây, quay lại con máy đây. Đó, thì nó sẽ như vậy. M150. Và con này hiện tại bên shop em đang bán cho mình với giá là 4,5 triệu ha. Con M150 dùng khí được và không khí được. Và máy này em cũng tặng kèm cho anh em một cùng 1 kg luôn, như con kia luôn. Đó, khá là hợp lý. Và cái nhớ lưu ý đặc biệt cho con này là dùng cái cuộn hàng 5 kg được nha anh em. Nên anh em cứ việc yên tâm ha. Và bộ phụ kiện của nó cũng đi kèm đầy đủ luôn.
đó. Lấy em sẽ quay sơ lại cho anh em coi cái nữa. Rồi tiếp tục với anh em, đó là mẫu cuối cùng của thằng Boswell. Mẫu này là MMXT185. Con này là sử dụng được 3 chức năng, nhưng mà hiện tại cái dây mic, có nghĩa là cái dây tích đó anh em, dây inox á, em mất rồi. Thì em hiện tại em sẽ lên hai dây cho anh em mình coi. Thì con này nó xài được 3 chức năng que mic tích, đó có nghĩa là hàng sắt được, hàng que được, hàng mic được và hàng inox được. Đó. Con này phía sau khá là lớn ha. Phía sau nó có cái bảng mà em bê cho anh em quay tham khảo luôn nè. Đó, anh em có thể chụp màn hình là anh em tham khảo. Mã của nó là MXT185 ha anh em. Đó, khá là xịn sò ha. Phía trước thì nó có 3 cái đồng hồ. 2 đồng hồ và 3 cái nút chỉnh, cũng là chỉnh dây ra nhanh chậm, chỉnh ampe dòng độ. Và đây là control, là cái nút điều khiển nè. Đó, thì còn ở đây anh em có thể chuyển đổi qua chế độ như là hàng que, hàng mic và hàng inox, nó nằm ở đây. Anh em bấm nút này anh em chuyển nè ha. Con này nhìn có vẻ là khá xịn sò. Và con này là có thể chỉnh tự động ở đây. Và cái con này là anh em lưu ý một chỗ là nè, em bỏ hai dây vô đây, có nghĩa là dây mic và dây que vô đây cho anh em rồi, còn dây tích thể anh em mua ở ngoài cũng được. Đó, còn hiện tại máy về mặc định là chỉ có hai dây thôi, nên em bỏ hai dây cho anh em mình coi. Thì con này cũng xài cuộn 1 kg và cuộn 5 kg được luôn. Đó, nó nằm ở trong đây, đóng nắp khá là gọn ha. Nó không phải như những cái con máy kia mà nó để cuộn hàng nằm ngoài, thì máy đó công suất lớn. Con này là mã 185 nha, dành cho anh em nào thích, hay vừa thích hàng que vừa thích hàng mic. Đó, có khí không khí luôn, khá là tiện. Rồi bây giờ thì cũng giống như con khác thôi, test cho anh em xem cái độ hàng của nó. Và trước hết là em sử dụng que 3 ly 2 của con này nha, dùng để hàng que. Đó, chức năng hàng que của nó chuyển chưa? Chuyển dao à. Chuyển cái chế độ hàng que, bấm là giao điện đó. Đây là hàng que 3 ly 2 nha anh em. Đó. Máy này là ngọt như mía lùi luôn, nên anh em có việc yên tâm ha. Nhái con dao ổ điện á, ổ điện nhỏ quá. Nó có con dao bên hông á vậy. Que này là que 3 ly 2 nha anh em, hàng Vivo ha. Rồi tiếp tục thì chuyển qua cái chế độ mà hàng mic cho anh em mình coi luôn. Đó, đây là dây mic nha. Máy này là hai chức năng, vừa que được, vừa mic được, vừa có khí được, vừa không khí được, vừa cùng 1 kg, vừa cùng 5 kg, khá là hợp lý ha. Anh em có thể chỉnh cường độ theo cái dòng điện mà mình muốn nè ha anh em. Rồi thì quay qua sơ cho anh em như vậy. Nếu mà anh em mua về mà không biết chỗ nào, có thể gọi trực tiếp em hướng dẫn chỉnh cái dòng điện với là cái độ dây ra như thế nào nó vừa phải. Nói chung mỗi người mỗi ý á, nên mình lựa chọn một cái mỗi người mỗi ý á, nên anh em có thể chỉnh ở đây bất kỳ nè, theo ý anh em mình muốn ha. Và con này hiện tại đang bán cho anh em mình với giá là 6,5 triệu một máy, đã bao gồm phí ship và gồm có máy cuộn hàng 1 kg tặng kèm dây que, dây mic đầy đủ ha. 6,5 triệu MXT185. Đó, máy hàng 3 chức năng. Lô này cực kỳ đẹp ha anh em. Tất cả giá trên em đều bao ship cho anh em hết ha. Và mỗi máy em đều tặng kèm cái cuồng cho anh em về là dùng liền luôn, không cần phải làm gì nữa hết. Và giá trên là bao gồm phí ship. Và em xin nói lại ha, tất cả sản phẩm em đều bảo hành cho anh em là 3 tháng hết. Vì sao là không, em hỗ trợ sửa chữa cho anh em, nên em cứ việc yên tâm mà dùng, ở đâu em cũng ship code được. Đó, còn bây giờ thì chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video khác nè.